Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các tập đoàn UAE đầu tư vào Việt Nam. Mộc Châu tập trung hỗ trợ khuyến kích các doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ trong bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Trung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ. Khánh Thành bàn giao công trình điểm trường mầm non Tiên Mượt, xã Mường Dôn, huyện Quỳnh Nhai. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình thăm chính thức các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, chiều qua ngày 27 tháng 10 tại thủ đô Abu Dhabi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của UAE trong lĩnh vực phát triển và quản lý hạ tầng, cảng biển, logistics, khu công nghiệp đầu tư vào Việt Nam. Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp lãnh đạo các tập đoàn của UAE cho biết, các doanh nghiệp UAE có năng lực hàng đầu trong phát triển và quản lý hạ tầng, cảng biển, đóng tàu, logistics. Nhận thấy Việt Nam có tiềm năng lớn ở khu vực Đông Nam Á, phát triển các lĩnh vực này, mong muốn chính phủ tạo điều kiện để các doanh nghiệp UAE đầu tư thuận lợi tại Việt Nam, trong đó có các dự án hợp tác với tập đoàn Vingroup của Việt Nam. Đánh giá cao những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp UAE trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ cho biết sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Việt Nam UAE phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, các hoạt động hợp tác đầu tư giữa hai bên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của quan hệ song phương và còn nhiều dư địa phát triển trong thời gian tới. Thông tin về tình hình phát triển và các ưu tiên của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược gồm hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng chiến lược trong đó có các dự án đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cảng hàng không, cảng biển. Với 3.000 km bờ biển, phát triển cảng biển là một trong tiềm năng lớn của Việt Nam. Việt Nam đã ban hành quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có các cảng biển từ Bắc vào Nam như cảng Lạch Huyện, cảng Liên Triểu, cảng Thị Vải, Cái Mép, cảng Cần Giờ, để không chỉ phục vụ cho nền kinh tế với quy mô thương mại lớn thứ 20 thế giới mà còn trở thành nơi trung chuyển hàng hóa của Đông Nam Á và thế giới. Cùng với đó, Việt Nam đang và sẽ phát triển nhiều khu lấn biển. Đề nghị các tập đoàn của UAE với kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý cảng biển tham gia và hỗ trợ chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam để đạt được những mục tiêu nêu trên. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ và hoan nghênh kế hoạch hợp tác của các tập đoàn với tập đoàn Vingroup. Cho đây là lựa chọn thông minh, tầm nhìn chiến lược, mong muốn sự hợp tác của hai bên sẽ tiếp tục được nhân rộng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam thúc đẩy phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, nhất là các ngành mới nổi như chip bán dẫn, điện toán đám mây, internet vạn vật, mong muốn các doanh nghiệp UAE hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực này cho biết Việt Nam có tiềm năng và đang thúc đẩy triển khai các dự án dầu khí và phát triển năng lượng từ khí, các dự án năng lượng gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời, trong đó có dự án có vốn đầu tư khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng cho rằng đây là lĩnh vực mà các doanh nghiệp UAE có thế mạnh, mong muốn các doanh nghiệp hợp tác đầu tư. Thông tin khái quát về các mục tiêu phát triển hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy các nhiệm vụ giải pháp mở ra thời kỳ phát triển mới trong đó cải thiện môi trường đầu tư thành lập quỹ đầu tư phát triển hạ tầng với thể chế thông thoáng hạ tầng thông suốt quản trị thông minh khẳng định việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư uae nói chung đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại việt nam góp phần thúc đẩy sự hợp tác toàn diện sâu sắc và thịnh vượng của hai quốc gia khu vực và thế giới sau 3 năm thực hiện nghị quyết số 09 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay tỷ lệ nhân lực qua đào tạo của tỉnh đạt hơn 61%. Trong 3 năm giải quyết việc làm cho gần 83.200 lao động, kết nối thành công 835 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 167% kế hoạch giai đoạn 2021-2025 tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp chiếm gần 62% tổng số lao động xã hội. 66,8% trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ cán bộ công chức cấp tỉnh, huyện đạt trình độ đại học và trên đại học 100%, tỷ lệ đội ngũ viên chức cấp tỉnh, huyện có trình độ đại học, trên đại học đạt 80,5%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09 của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh thời gian tới tỉnh sơn la sẽ nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách về đào tạo bồi dưỡng thu hút trọng dụng và đãi ngộ đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ củng cố phát triển mạng lưới giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động đặc biệt là lao động vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, huyện Mộc Châu đã tập trung hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất ứng dụng công nghệ trong bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch, tạo ra các sản phẩm chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Với hơn 10.000 hecta cây ăn quả, sản lượng quả các loại đạt trên 61.000 tấn mỗi năm, triển khai đề án số 01-2021 của Ban chấp hành Đảng Bộ huyện Mộc Châu về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp và phát triển nông nghiệp hữu cơ đến năm 2025, huyện Mộc Châu đã khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở đầu tư nâng cấp dây chuyền máy móc hiện đại gắn với vùng nguyên liệu tập trung chất lượng cao. Đến nay, toàn huyện đã có 30 cơ sở đầu tư trang thiết bị trong sơ chế chế biến, 19 cơ sở đầu tư kho lạnh trong bảo quản nông sản với tổng diện tích trên 2.000m2, quy mô sức chứa đạt trên 2.500 tấn. Việc thực hiện các đề án hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị đã khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, có phần nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Mộc Châu trên thị trường trong và ngoài nước. Giao thông là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Vì vậy, những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt các cơ chế chính sách, hỗ trợ các bản tiểu khu, cứng hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, tạo thuận lợi giao thương hàng hóa, lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các huyện thành phố đã tổ chức tuyên truyền phát động các phong trào thi đua gắn với tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn, vận động người dân đóng góp công lao động, hiến đất để mở rộng đường, tham gia công tác vệ sinh môi trường, tạo dựng cảnh quan nông thôn. Nhờ triển khai thực hiện các giải pháp huy động đa dạng nguồn lực, sự đồng lòng tham gia đóng góp của nhân dân, hạ tầng giao thông của thôn, các bản tiểu khu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều công trình quan trọng thiết yếu được đưa vào sử dụng, các huyện đẩy mạnh phong trào phát triển giao thông nông thôn theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh đã cứng hóa được 935 tuyến đường với tổng chiều dài 670,4 km với tổng kinh phí đầu tư trên 1.080 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 608 tỷ đồng, chiếm 56,3%, ngân sách địa phương hỗ trợ 309 tỷ đồng, chiếm 28,6%, nhân dân đóng góp 163 tỷ đồng, chiếm 15,1%. 9 tháng năm 2024, Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sốp Cộp đã kịp thời chỉ đạo các thành viên và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chủ động linh hoạt triển khai thực hiện các chương trình tiến dụng đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách được thụ hưởng tập trung giải ngân các chương trình tiến dụng cho các hộ nghèo cận nghèo mới thoát nghèo vốn ủy thác chương trình cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn học sinh sinh viên người chấp hành xong án phạt tù Lũy kế 9 tháng đầu năm, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sốp Cộp đạt hơn 109 tỷ đồng với gần 2.080 hộ vay vốn bằng 155,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng dư nợ đến hết ngày 30 tháng 9 là 396 tỷ 293 triệu đồng, đạt 99,7% nguồn vốn giao với 6.589 hộ được vay vốn. Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn so với năm 2023 là 7,5%. 59%. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và hỗ trợ việc làm cho người lao động, doanh số thu nợ 9 tháng đạt hơn 81 tỷ đồng bằng 143% so với cùng kỳ. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 99,83%, tỷ lệ thu lãi đạt 103% kế hoạch giao, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06%, tổng dư nợ từ nay đến cuối năm, hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sóc Cộp tiếp tục triển khai hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng trưởng nguồn vốn và triển khai xây dựng chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2025. Với mong muốn chia sẻ với bà con vượt qua khó khăn khi gặp thiên tai, tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam (SCI). Phối hợp với văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, tổ chức trao tặng tiền cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ năm 2024 tại huyện Thuận Châu, Mai Sơn, thành phố Sơn La. Dự án có tổng số tiền 130.000 đô la Mỹ, tương đương trên 3,2 tỷ đồng, hỗ trợ theo khẩu với định mức mỗi khẩu là 750.000 đồng và được thực hiện trong tháng 10 năm 2024 trong đợt này gói cứu trợ sẽ hỗ trợ cho 850 hộ dân ưu tiên hộ gia đình có trẻ em chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ tại các xã Trình đen, Triềng Sôm và một số bản của phường Triềng an thuộc thành phố Sơn La, các xã của huyện Mai sơn và huyện Thuận châu được tổ chức cứu trợ trẻ em tại Việt Nam phối hợp với văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La chung tay cùng các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ các hộ gia đình có thêm nguồn lực để chi trả các chi phí sinh hoạt hàng ngày, sớm ổn định cuộc sống, đảm bảo sức khỏe và việc học tập của trẻ em. Văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La phối hợp cùng với lại tổ chức SC nhận cái gói viện trợ từ tổ chức SC để triển khai hỗ trợ cho bà con bị thiệt hại từ cơn bão số 2 và cơn bão số 3 tại các tại huyện Phuận Châu, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Phần nào đó cũng sẽ giúp đỡ bà con vượt qua trong những cái lúc khó khăn khi gặp thiên tai. Gia đình chị Lương Thị Đoán, bản Phé xã Tông Cỏ cũng giống như nhiều hộ gia đình khác trong bản do ảnh hưởng của mưa lũ bão số 2 đã gây ngập lụt toàn bộ ngôi nhà, tài sản và hoa màu. Sau cơn lũ, cuộc sống của gia đình chị gặp nhiều khó khăn. Trong đợt này, gia đình được tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam hỗ trợ với 5 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu 750.000 đồng. Nhờ các mạnh tình quân hôm nay, các hỗ trợ bọn em thì em lấy số tiền này em đi mua quần áo cho các con em và chăn màn gạo đồ dùng trong nhà. Em cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ bọn em ạ rất nhiều ạ. khỏi đó. Gia đình tôi bị ảnh hưởng do mưa lũ, bị ngập nhà cửa, cuốn trôi hết tài sản, tivi, tủ lạnh bị hỏng hết, hiện cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Chúng tôi rất biết ơn các tổ chức mạnh thường quân đã hỗ trợ chúng tôi. Qua cứu trợ khẩn cấp nhằm hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ sớm ổn định cuộc sống là những nỗ lực ban đầu của tổ chức cứu trợ trẻ em trong việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng phục hồi sau thiên tai, đồng thời xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Tổ chức cứu trợ trẻ em luôn đặt trẻ em làm trọng tâm trong quá trình xây dựng chương trình hành động, đảm bảo các em được an toàn, khỏe mạnh và không bị gián đoạn việc học tập. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo cầu nối chăm lo cho người nghèo, thời gian qua các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, tạo nguồn vốn hỗ trợ giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo. Tại xã Trình Cọ thành phố Sơn La, hoạt động chăm lo cho người nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ, giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Gia đình bà Tòng Thị Sọn ở bản Hùn, xã Trình Cọ, thành phố Sơn La là hộ nghèo, gặp nhiều khó khăn, chồng mất sớm, lại không có con. Cái đói, cái nghèo, đeo bám bà suốt nhiều năm. Đến năm 2018, được Quỹ Phụ nữ thành phố cho vay 20 triệu đồng. Cùng sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương, bà con lối xóm, bà đã xây dựng được căn nhà đại đoàn kết với diện tích 30 mét vuông. Tôi sống một mình, chồng thì mất sớm nên hoàn cảnh rất khó khăn. Được nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà ở, tôi thấy vui lắm. Biết ơn đảng nhà nước đã quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Còn đối với gia đình bà Lù Thị Mở, ở bản hôm gặp nhiều khó khăn khi tài sản của gia đình đều bán hết để chữa bệnh cho con trai bị bại liệt. Đến năm 2023, được nhận hỗ trợ từ quỹ xóa nhà rột nát cho hội viên của Hội Nông dân Thành phố với số tiền 40 triệu đồng, cộng với số tiền vay thêm từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Gia đình bà đã xây dựng được một ngôi nhà cấp 4 với tổng diện tích 70m2. Ngay sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà ở, gia đình bà mở từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo, đời sống tinh thần cũng được nâng lên. Ừ, té chào nữa, khỏi Được nhà nước quan tâm giúp đỡ nên gia đình tôi mới có nhà ở như thế này. Tôi rất vui và hạnh phúc. Từ nay tôi không phải lo lắng nữa. Gia đình cũng sẽ phát triển sản xuất để góp phần thay đổi cuộc sống. Xã Trình Cọ hiện có 1.136 hộ, trong đó có 12 hộ nghèo và 37 hộ cận nghèo. Xác định công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung thực hiện tốt các chính sách tín dụng, chương trình an sinh xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế. Thường xuyên tuyên truyền và động nhân dân phát huy thế mạnh của địa phương, lựa chọn mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp, giúp nhiều hộ nghèo có thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ngân hàng, nhất là ngân hàng chính sách xã hội để các hộ gia đình được tiếp cận với các ngân hàng này để tiếp cận với các nguồn vốn để thu hút nguồn vốn và có cái vốn để làm kinh tế để phát triển kinh tế hộ gia đình đấy, trong lĩnh vực mà chăn nuôi và trồng trọt để tập trung cho vay các đối tượng chính sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thì ngân hàng chính sách xã hội tiếp tục quan tâm và tham mưu kịp thời cho trưởng ban đại diện hội đồng quản trị để phân bổ cái nguồn vốn đến các cái cơ sở là phường xã để tập trung giao vốn cho các cái tổ tiết kiệm vay vốn rồi là các cái bản cũng như tổ dân phố để kịp thời triển khai cho vay đến các cái đối tượng là hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Với số vốn được hỗ trợ từ các đơn vị tổ chức, ngân hàng đã góp phần tạo sinh kế cho người nghèo, giúp bà con có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế gia đình, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày 27 tháng 10, Quỹ trò nghèo vùng cao phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai tổ chức lễ bàn giao công trình điểm trường mập non phiên mượt xã Mừng Dôn. Dự có đại diện lãnh đạo huyện, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị tài trợ. Công trình điểm trường mầm non phiêng mượt xã Mừng Dôn được khởi công xây dựng từ tháng 1 năm 2024 do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và công ty Idemitsuga Production Việt Nam Quỹ cho nghèo vùng cao làm chủ đầu tư. Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng quốc tế 1 cộng 1 lớn hơn 2, tài trợ thiết kế. Điểm trường được xây dựng tại bản phiên 11, cách trung tâm xã Mường Dôn gần 10 km, với tổng diện tích mặt bằng gần 2.300 m2, diện tích mặt sàn 394 m2. Công trình được thiết kế với 6 phòng học, một bếp ăn bán chú, 4 nhà vệ sinh và khuôn viên cây xanh, khu vui chơi, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng các hạng mục công trình và phòng chức năng có sự kết nối trong không gian mở, tạo sự thoải mái, thích thú cho trẻ và đảm bảo sự thuận lợi cho các cô giáo trong việc quản lý trẻ, di chuyển giữa các khu vực trong trường. Trước ngày Khánh Thành bàn giao đưa vào sử dụng, Quỹ cho nghèo vùng cao và các đơn vị thiện nguyện đã tặng trường một TV 55 inch, một tủ cấp đông, một tủ nấu cơm, 190 chiếc chăn, 150 chiếc gối và 150 áo ấm, hai máy lọc nước, 44 thùng sữa, hai bếp ga, 200 đôi dép, cùng nhiều sách vở, đồ dùng học tập và bánh kẹo cho các em học sinh. Điểm trường được đầu tư xây dựng là món quà ý nghĩa, thiết thực của các đơn vị thiện nguyện, tài trợ, dành tặng cho cô và trò của điểm trường, góp sức cho các em học sinh vùng cao có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Theo thống kê, toàn huyện Thuận Châu hiện có 17.750 con chó, mèo, tiêm ẩn nguy cơ bệnh dạy. Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống bệnh dạy. Đến nay, huyện đã tiêm 13.185 liều vaccine phòng dạy cho đàn vật nuôi, đạt hơn 78% so với kế hoạch. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 vừa qua, tại tiểu khu 9 thị trấn Thuận Châu đã xảy ra sự việc hai cháu bé bị một con chó có biểu hiện bất thường cắn vào vùng mắt, tay và bụng. Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại. Ngay sau khi nhận được kết quả, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu đã ban hành quyết định công bố dịch bệnh dại động vật trên địa bàn thị trấn Thuận Châu, chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn giả soát, thống kê số lượng chó trên địa bàn, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo quy định. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.